Hoa anh đào bừng nở là dấu hiệu báo mùa xuân đến với thủ đô của nước Mỹ. Lễ hội hoa anh đào chính thức bắt đầu khi 70% số nụ hoa trên các cây hoa anh đào quanh hồ Tidal ở trung tâm Washington DC bung cánh. So với mấy năm gần đây, hoa anh đào năm nay nở sớm hơn một chút. Như thế, mùa xuân năm nay cũng đã đến sớm hơn với thủ đô của nước Mỹ. Gia đình tôi tới đây ngắm hoa không biết bao nhiêu mùa rồi, nhưng lúc nào cũng thấy thực sự thích thú. Hoa anh đào khiến bạn thực sự yêu mùa xuân ở thủ đô Washington hơn. Vùng thủ đô Washington DC của Mỹ có tới cả chục điểm ngắm hoa anh đào như thế này. 117 năm trước, năm 1912, thủ đô Tokyo của Nhật Bản gửi tặng Washington DC hơn 3.000 cây anh đào. Kể từ đó, hoa anh đào được nhân trồng rộng rãi tại nhiều nơi quanh thủ đô của nước Mỹ. Điều thú vị là đã có lúc tại Tokyo, một số loài hoa anh đào bị chết và người Nhật đã đề nghị chúng tôi gửi lại cho họ một vài loại trong số đó. Và chúng tôi đã có thể giúp họ bảo tồn những loài hoa đẹp mà chính người Nhật từng tặng cho nước Mỹ. Hoa anh đào bừng nở cũng là lúc thủ đô nước Mỹ bắt đầu một loạt các lễ hội chào đón mùa xuân. Khởi đầu là lễ hội thả diều được tổ chức ngay tại nơi tập trung nhiều hoa anh đào nhất của thành phố. Hoa anh đào kết hợp với các lễ hội đã kéo nhiều du khách tới với thủ đô Washington DC. Gia đình cháu tới đây hôm nay vì mẹ cháu rất thích xem hoa anh đào nở. Còn cháu thích cả diều nên cả nhà tới đây bay diều trên hoa anh đào ạ. Thủ đô Washington DC hiện có hơn 3.700 cây hoa anh đào với 17 giống khác nhau, tập trung nhiều nhất quanh hồ Tidal, Tháp Bút Chì và dọc theo bờ sông Potomac. Thời tiết tại thủ đô Washington DC những ngày hoa anh đào nở rộ được dự báo là không quá nóng vào ban ngày và cũng không quá lạnh vào ban đêm. Đây được coi là điều kiện lý tưởng để những cánh hoa anh đào như thế này có thể khoe sắc liên tục trong vòng khoảng 10 ngày, hơn 10 ngày liên tiếp. Ước tính sẽ có khoảng hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch tới thủ đô Washington DC để ngắm hoa anh đào. Trường Sơn, từ thủ đô Washington DC, Mỹ.